Hello, xin chào bà con. Đây là cái sản phẩm đèn LED cấu mực LED Samsung của bên mình làm ra. Chụp làm bằng inox 304 không hen gỉ khi tiếp xúc với nước biển. Dây điện thì ở đây dây điện Lucky 3 m. Cần được làm bằng cái ống dừa PVC đề nhất 3 ly nha mọi người. Và cái sổ hàng này mình làm xong và mình sẽ gửi đi cho khách. Và bây giờ mình sẽ test thử một cái cho mọi người cùng xem nhé. Cái sản phẩm của bên mình cũng rất được nhiều bà con ngư dân trong cả nước tính dùng và đặt hàng cũng rất là nhiều. Cái mặt kính này thì được làm mica nha mọi người, nhưng mà ở đây thì mica nó không ăn chắc bằng cái kính thủy tinh nhé. Nếu mà có cái lực tác động mạnh thì nó dễ bị già hơn, vì cái mica nó không ăn với silicon. Mình giả silicon, đây là silicon Apollo A300. Còn ở đây thì mình thử tẹt nước nhé. Đấy, mình đặt vào cái chậu và mình đổ nước vào. Khi cái máy nó lấy nét thì cái ánh sáng nó như thế này, còn thực chất ban đêm thì nó rất là sáng nha mọi người. Và mình nhắc lại, nếu như mọi người mua sản phẩm bên mình về mà muốn bảo đảm nước hơn thì mọi người dùng cái miệng mở bò để xé đấy, bôi quanh cái đường răng cho mình để cho nước nó khỏi bám thì nó trọng nước tốt hơn. Và đừng có va chạm mạnh. Cái mica thì đặc biệt của nó nhẹ hơn so với cái kính. Cái kính thì nó hơi nặng, vận chuyển đi xa nó nặng mà nó bị dễ vỡ. Nhưng mà nó ăn với silicon và cái inox này thì rất là chắc chắn và bảo đảm. Và video mình xin dừng lại ở đây. Cái sản phẩm là như vậy đó. Xin bye bye, chào mọi người. Chúc mọi người một ngày hạnh phúc, sức khỏe. Mọi người thấy video hay thì xin cho một like, subscribe. Bye bye, chào mọi người. Goodbye.